Và bây giờ anh Chi kính mời quý vị theo dõi bài viết của tác giả Nguyễn Thông về giấc mơ của ông Chủ tịch nước, giấc mơ về Hòn Ngọc Viễn Đông của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Mấy hôm rồi, khi đi gặp gỡ cử tri ở thành phố Hồ Chí Minh, ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, người được bầu làm đại biểu Quốc hội tại thành phố này, nhưng mà không biết là ông được giới thiệu hay là được chỉ định làm đại biểu Quốc hội của thành phố Hồ Chí Minh, ông Phúc đã có phát biểu rất chi là ông Phúc. Chẳng hạn, ông bảo, đột phá về hạ tầng cho khu vực Hóc Môn Củ Chi thì đất nơi đây sẽ thành đất vàng. Nghe thấy nói vậy, ông bạn tôi càu nhàu ngay. Các bố lúc nào cũng chỉ đất với đất với đất. Ông còn nói, thành phố Hồ Chí Minh không chỉ làm đầu tàu nữa mà phải là trực thăng cất cánh. Tôi thì tôi nhớ nhất ông nói thành phố Hồ Chí Minh phải thành Hòn Ngọc tỏa sáng Viễn Đông. Đi vận động bầu cử, lẽ dĩ nhiên là phải nói nhiều rồi. Chẳng ai tới gặp gỡ cử tri mà cứ ngồi im thin thít, hết giờ thì về đúng không nào? Mà cũng lạ, dân gặp được mỗi một lần, cũng chả biết con người của các ứng cử viên thế nào. Mà chính quyền cứ buộc dân phải sáng suốt lựa chọn những người xứng đáng, chọn thế quái nào được cơ chứ. Lão hàng xóm nhà tôi cười, nếu tao mà sáng suốt thì các vị ấy đi tàu suốt hết, nhất là với những ông bà mà kiên định tiến lên chủ nghĩa xã hội ấy. Ông Phúc tất nhiên là sẽ trúng trách, bầu cũng thế mà không bầu cũng thế. Ông này mà trượt á, thì cứ chặt cái đầu của tôi đi. Vậy nên ông nói gì cứ nghe cho vui. Tìm được niềm vui bây giờ khó lắm bởi đời vốn quá nhiều nỗi buồn. Ngày xưa chả biết tự cái thời nào, thiên hạ ví Sài Gòn là Hòn Ngọc Viễn Đông rồi. Đó là cái thứ danh hiệu, là tấm huân chương đặc biệt người ta trao cho Sài Gòn. Người Sài Gòn tự hào và hãnh diện về điều này, vang bóng một thời. Rồi thời thế đổi thay, ngọc mờ dần, chả mấy ai nhắc tới nữa. Đáng lẽ ông chủ tịch nước chỉ cần nói Hòn Ngọc Viễn Đông là đủ, tự dưng lại màu mè thêm thắt thành Hòn Ngọc tỏa sáng Viễn Đông, khiến nó sai tè le. Vì sao sai? Bây giờ chúng ta bàn một chút về từ ngữ ha thưa quý vị. Đông tức là phương đông, phía đông, và cũng là để chỉ vùng đất ở đông địa cầu. Khi quả đất quay theo chu kỳ đó, phía đón nắng mặt trời trước thì là đông, phía đón sau là tây. Có địa danh phương đông phương tây là như vậy. Mao Trạch Đông ở bên Trung Quốc từng nổi tiếng với câu nói gió đông thổi bạc gió tây. Còn ông Hồ có câu thơ, dĩ nhiên cũng từ chữ tàu được dịch ra ấy. Phương đông màu trắng chuyển sang hồng, bóng tối đêm tàn quét sạch không. Những lời của vĩ nhân thường nhiều hàm chứa, không thể hiểu theo cái kiểu 1 cộng 1 bằng 2 được. Viễn là xa. Chúng ta thường nói kính nhi viễn chi, kính trọng ai đó nhưng chỉ nên cách xa, đừng có lại gần. Khổng Tử dạy kính trọng quỷ thần thì đừng có gần. Viễn vọng là ngóng về nơi xa, viễn thị là nhìn xa, ngược lại với cận thị là nhìn gần. Vĩnh viễn là mãi mãi xa. Truyện Kiều có một câu, có người viễn khách tìm vào vấn danh. Ông khách ở xa tới hỏi tên á. Ngày trước người ta định rằng ở phía đông địa cầu có vùng Viễn Đông. Đó là vùng xa xôi, chậm tiến, lạc hậu, nghèo nàn, cổ hủ, trái ngược với phương Tây văn minh tiến bộ phát triển. Viễn Đông gồm cả Nhật Bản, Triều Tiên, Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, chứ không phải chỉ là Đông Á hoặc Đông Nam Á như nhiều người nghĩ đâu. Ngày xưa, dưới mắt mấy ông Tây đi khai hóa, thì Viễn Đông cũng chỉ là nơi mà ta quen gọi là vùng sâu vùng xa bây giờ. Vậy nên, dưới thời Pháp cai trị, Sài Gòn mà được phong là Hòn Ngọc Viễn Đông thì quả thật là rất đáng ngưỡng mộ, rất đáng hãnh diện. Khi đó, những thành phố lớn, cực lớn ở Nhật, ở Trung Quốc, ở Ấn Độ, ở Thái Lan đã rất là phát triển rồi. Vậy nhưng, Sài Gòn được xem là thành phố ngọc, là hòn ngọc của khu vực rộng lớn này thì đủ biết là Sài Gòn nó đẳng cấp như thế nào. Người Pháp đã tạo nên một Sài Gòn hoa lệ, giàu có, hiện đại, tầm cao. Tiếp nữa, chế độ Việt Nam Cộng Hòa đã phát huy nó, duy trì được Sài Gòn trước năm 1975. Dù bị chiến tranh đó, nhưng mà mấy thành phố thủ đô của Hàn Quốc, Malaysia, Thái Lan, Singapore còn phải xách dép chạy theo Sài Gòn cơ. Còn giờ, nó thế nào? Nó ra sao? Nó là gì? Vì sao? Thôi, tôi không cần phải giải thích nữa. Sài Gòn là Hòn Ngọc Viễn Đông thì bản thân Ngọc nó tự tỏa sáng, nhất là khi xung quanh vẫn mờ mịt.
Giờ xung quanh nhất loạt thành ngọc rồi, sáng trưng rực rỡ rồi. Mình chỉ là phấn đấu thành ngọc thôi đã khó, mà lại còn đòi tỏa sáng nữa cả. Muốn tỏa sáng được vùng Viễn Đông, chỉ còn cách đề nghị những cái viên ngọc kia tự tắt sáng vài chục năm, thậm chí là cả trăm năm đi. Quý vị, khát vọng là đáng quý, nhưng phải hợp lý, phải biết điều. Không thể cứ nói năng văng mạng là xong hết trách nhiệm. Tôi là tôi chỉ mong Sài Gòn tương lai năm xa nào đó lại thành hòn ngọc Viễn Đông giữa bao nhiêu ngọc, thế là tôi đủ mãn nguyện lắm rồi. Chứ không phải hòn ngọc tỏa sáng Viễn Đông, rất khó thành. Có lẽ phải đợi đến đời cháu hoặc chắc đời F3, F4 gì đấy.